tắm chung cái à. Number 5, dating with a kiss.
đối tượng thời trang thanh mai. Thời trang là một hành trình chinh phục thử thách và chuẩn bị tiềm lực của ekip thực hiện, kết hợp với các yếu tố là không gian, thời gian, kiến trúc và thời trang cùng với vào hai ngày là ngày 7 và ngày 8 tháng 4 sắp tới. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện ban tổ chức Fashion Voyage No. 5, giám đốc sản xuất chương trình CEO Trúc Lê. Cảm ơn các đối tác đồng hành cùng với Fashion Voyage. Xin mời ông Cao Minh Nguyễn, quản lý vận hành và quan hệ đối tác cấp cao của TikTok Việt Nam. Xin mời bà Trang Lộ, đại diện siêu ứng dụng và chính Vion. Xin mời bà Hải Yến, trưởng ban biên tập Lovisel. Xin mời đại sứ ông Phạm Thái Giang, đại diện của tạp chí Natural Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin được quý vị mời đại sứ ông Anh Kiệt đồng hành. Mời bà Nguyễn Cát Mó Nguyễn. Trần Phim đã đồng hành cùng với Fashion Voyage No. 5.